Tổ hợp công ty cổ phần gốm đất Việt có trụ sở tại phường Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi, có các mỏ đất sét với hàm lượng oxit sắt cao, tạo ra lợi thế sản xuất gạch ngói chất lượng cao, không rêu mốc. Qua hơn 10 năm thành lập, công ty đạt 35 kỷ lục quốc gia, 6 kỷ lục quốc tế, 36 giải thưởng quốc tế, 100 giải thưởng quốc gia, trong đó có giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ. Về thị trường tiêu thụ, ngoài các cửa hàng đại lý trải dài theo đất nước, các sản phẩm gốm đất Việt đã xuất khẩu sang 55 quốc gia vùng lãnh thổ. Hưng Yên là thị trường tiêu thụ lớn, doanh thu mỗi năm đạt từ 30 đến 50 tỷ đồng. Ngoài ra sản phẩm còn phục vụ xây dựng các công trình di tích quốc gia đặc biệt như nhà sàn, nhà năm tư, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch, đình chùa trên quần đảo Trường Sa và nhiều công trình quan trọng khác.